sáng tháng 7 tập trung hoàn thiện các bước giới thiệu đại biểu ứng cử để tiến hành bước hiệp thương lần thứ hai. Các địa phương đồng bằng sông Cửu Long sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi hecta lúa vì thiệt hại do hạn và mặn. Phương thức canh tác và tập quán sản xuất của người dân từng bước được thay đổi từ việc xây dựng mô hình canh tác lúa thích hợp trên nền đất lúa bị nhiễm mặn tại tỉnh Hậu Giang. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tối của truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 2 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với các ban xây dựng đảng và các đoàn thể tỉnh về việc xây dựng các nghị quyết, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 13. Hội nghị có sự tham dự của ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, ông Quỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong ban thường vụ Tỉnh ủy. Sau thành công đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 13, các ban xây dựng đảng, đoàn thể cùng các đơn vị địa phương nhanh chóng tiến hành xây dựng kế hoạch và các chương trình hành động cụ thể, thiết thực để đưa nghị quyết của đại hội sớm đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Công Chánh đề nghị các ban xây dựng đảng và đoàn thể tiếp tục bám sát nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị để thực hiện 13 nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là tăng cường công tác phối hợp giữa các đoàn thể trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh trên cơ sở bám sát điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Trước mắt, tập trung cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra, hàng quý, Thường trực Tỉnh ủy sẽ làm việc với các ban xây dựng đảng và đoàn thể để giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đảng bộ tỉnh. Thưa quý vị, sau khi tổ chức hiệp thương lần thứ nhất với số lượng đại biểu ứng cử là 62 đại biểu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vị Thanh tiến hành phân bổ số lượng đại biểu theo từng khối cho phù hợp và thực hiện quy trình lấy ý kiến người được giới thiệu ứng cử tại nơi công tác. Làm hồ sơ ứng cử theo quy định. Cụ thể, khối đảng là 10 đại biểu, mặt trận và các tổ chức thành viên là 10 đại biểu, lực lượng vũ trang 2 đại biểu, tổ chức kinh tế 3 đại biểu, đơn vị sự nghiệp 7 đại biểu, tôn giáo 3 đại biểu, dân tộc 3 đại biểu, cấp cơ sở là 4 đại biểu, đồng thời hướng dẫn trình tự hồ sơ thủ tục cho người đã ứng cử, việc giới thiệu và hoàn thành hồ sơ ứng cử chậm nhất là vào ngày 6 tháng 3 tới. Thưa quý vị, sau khi hoàn thành hiệp thương lần thứ nhất thì hiện các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang hoàn tất giới thiệu người ứng cử và hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử. Vì vậy, ngay từ lúc này, việc lựa chọn những người ứng cử có tâm, có tầm và thật sự là người đại biểu của dân đang được các địa phương cân nhắc đề cử. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thị xã Ngã Bảy. Thông qua các cuộc họp như thế này, chính ấp trong xã sẽ hiểu được quy trình cũng như cơ cấu tổ chức và số lượng ứng cử viên trong xã. Cái này là mình phải chuẩn bị chu đáo. Nói chung là chuẩn bị rất cẩn thận và chu đáo, không phải sơ xúc về cái khoản nào hết. Nếu mình sơ xúc là sai gì vấn đề lực. Đó, bây giờ phải chuẩn bị từng bước, bước một như bữa nay triển khai gần rồi đó. Sau khi được Mặt trận Tổ quốc thị xã thông báo về cơ cấu tổ chức và số lượng đại biểu ứng cử, bước tiếp theo, các cấp sẽ tiến hành họp chi quỹ. Những người ứng cử điền đầy đủ lý lịch cần thiết. Sau đó sẽ tiến hành họp dân, thông báo và chuẩn bị cho công tác hiệp thương lần 2. Theo đánh giá của Mặt trận Tổ quốc thị xã Ngã Bảy, trong những nhiệm kỳ qua, một số đại biểu Hội đồng Nhân dân còn hạn chế nhiều mặt trong công tác phản biện xã hội. Vì vậy, trong giới thiệu đại biểu ứng cử lần này, ngoài đảm bảo về số lượng, tiêu chuẩn, thì mặt trận các địa phương còn đặc biệt chú trọng về chất lượng. Thì ngay giai đoạn này đó là đối với mặt trận cũng đang triển khai để làm các bước đúng theo quy trình. Nhưng mà quan tâm nhất là vấn đề coi như là tham gia sâu hơn đối với vai trò mặt trận là tham gia với cấp ủy, kể cả là cấp thị xã và chỉ đạo cho xã phường đó là tham gia với cấp ủy là
lựa chọn cơ cấu là chính, con người là làm như thế nào đảm bảo đủ số lượng, đủ thành phần, nhưng mà phải nói là chất lượng. Trong tháng 3, thị xã Ngã Bảy sẽ tổ chức hiệp thương lần thứ 2, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác của từng đại biểu, làm cơ sở để lựa chọn và tham mưu cho cấp ủy, lựa chọn những đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp có tâm, có tầm, để thực sự là người đại biểu của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, do ảnh hưởng của xâm nhập mặn, nhiều diện tích lúa đã bị giảm năng suất và chất lượng. Nhằm kịp thời chủ động ứng phó với tình trạng trên, sáng nay Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang tổ chức họp trực tuyến với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố. Tham dự hội nghị có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 1.000 hecta lúa đông xuân ở xã Lương Nghĩa và xã Vĩnh Viễn A, huyện Đông Mỹ bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, giảm năng suất từ 10 đến 30%. Để ứng phó với diễn biến của xâm nhập mặn, ngành nông nghiệp đã đưa ra lịch xuống giống vụ lúa hè thu năm 2016. Mặt khác, ngành còn tiến hành khoan khẩn cấp 11 giếng nước ngầm để khai thác nước ngọt, bổ sung cho các nhà máy nước với kinh phí hơn 16 tỷ đồng. Theo báo cáo từ các địa phương, toàn tỉnh hiện còn thiếu khoảng 100 tỷ để thực hiện nạo vét kênh mương, xây dựng đê bao, cống đập thời vụ. Thời gian vừa qua, Sở Nông nghiệp các đồng chí nói cái lịch thời vụ mà xuống giống đó, thì cái này tôi đề nghị đối với các huyện, thị, thành phố, các đồng chí phải tuyên truyền vận động người dân đó, phải coi như là chấp hành cho nó tốt vấn đề này, chớ để bây giờ là coi như ai muốn là coi như xả thời điểm nào thì xả, không theo là lịch thời vụ thì để xảy ra coi như là thiệt hại thì coi như không có hỗ trợ, cái đó là dứt khoát. Còn nếu mà mình xả đúng theo thời điểm của là coi như cái lịch của Sở Nông nghiệp mà thời điểm đó nó xảy ra thiên tai thì mới coi như hỗ trợ. Theo nhận định của ngành chuyên môn, tình hình hạn xâm nhập mặn sẽ còn tiếp tục diễn ra gay gắt và có thể kéo dài đến hết tháng 7 năm 2016 với nồng độ mặn từ 4 đến 6 phần ngàn trên sông Sà No. Ngoài ra, nhiệt độ có xu hướng tăng so với trung bình nhiều năm từ 0,5 độ đến 1,5 độ. Nhiệt độ duy trì ở mức 33 độ đến 37 độ, nên nguồn nước ngọt sẽ rất khan hiếm. Chính vì vậy mà việc tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo của ngành chức năng cũng như dự trữ nước ngọt cho sản xuất, sinh hoạt là điều cần thiết. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay có các nội dung: phương thức canh tác và tập quán sản xuất của người dân từng bước được thay đổi từ việc xây dựng mô hình canh tác lúa thích hợp trên nền đất lúa bị nhiễm mặn tại tỉnh Hậu Giang. Gần 400 hecta lúa hè thu vừa được xuống giống tại huyện Phụng Hiệp có nguy cơ ngộ độc hữu cơ do gieo xạ không theo lịch thời vụ. Thưa quý vị, từ sau Tết đến nay thì nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng nặng nề bởi xâm nhập mặn. Để bà con yên tâm sản xuất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã quyết định hỗ trợ ngay 2 triệu đồng một hecta lúa bị thiệt hại từ 70% trở lên và 1 triệu đồng một hecta lúa bị thiệt hại từ 30 đến 70%. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trước mắt các cơ quan thuộc Bộ tăng cường dự báo nguồn nước, tình hình xâm nhập mặn tới từng địa phương để chỉ đạo vận hành công trình thủy lợi lấy nước ngọt hiệu quả, cũng như hỗ trợ các giải pháp công nghệ phù hợp để xây dựng các đập tạm, giải pháp lấy và trữ nước ngọt, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh gói kỹ thuật canh tác lúa thích ứng với hạn hán và xâm nhập mặn, phổ biến rộng rãi trong toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đến trung tuần tháng 2, ảnh hưởng của xâm nhập mặn đối với sản xuất vụ lúa mùa chủ yếu trên đất lúa tôm của tỉnh Kiên Giang với diện tích bị hạn mặn là gần 60.000 hecta, trong đó diện tích bị thiệt hại là hơn 30.000 hecta. Riêng vụ lúa đông xuân 2015-2016 tại tỉnh Long An,
Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và Hậu Giang đã có hơn 330.000 ha, chiếm hơn 35% diện tích xuống giống và chiếm hơn 21% diện tích lúa đông xuân toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ xâm nhập mặn và hạn hán. Thưa quý vị, thời gian qua tỉnh Hậu Giang thường xuyên chịu ảnh hưởng tình trạng xâm nhập mặn. Quá trình này thì thường diễn ra theo con nước khoảng tháng 1 đến giữa tháng 4 âm lịch. Các địa phương chịu ảnh hưởng mặn nhiều nhất là huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh. Độ mặn đo được có 5 trên 10 phần ngàn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cây trồng. Riêng đối với cây lúa và hoa màu, nếu độ mặn từ 3 phần ngàn trở lên có khả năng thiệt hại hoàn toàn. Do vậy, thay đổi cách thức canh tác, tập quán sản xuất để sống chung với mặn là điều cần thiết trong lúc này. Do nắng hạn gay gắt tiếp tục kéo dài, làm độ mặn tại tỉnh Hậu Giang, mà đặc biệt là ở một số xã tại huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh tiếp tục tăng cao. Độ mặn mỗi ngày đo được là 4 phần ngàn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất lúa của người dân. Tuy nhiên, với ông Tư Sự ở xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ vẫn an tâm canh tác. Bởi hiện nay, ông đã chủ động được nguồn nước ngọt cung cấp cho 10 công lúa nhà mình. Thì trước đây tôi cũng làm 3 vụ nhưng mà không có gặp mặn, nhưng mà khi thu hoạch rồi á là mấy lúa mặn. Thì tôi thì có cái bờ bao và vững chắc là cái mô hình của thầy Khôi á, thì tôi đã bơm nước trữ trước và sau Tết này á, là coi như trước Tết đã nước mặn thì tôi đã có nước sẵn ở trong ruộng tôi. Rồi cái thứ hai là hôm rồi mặn xong rồi có hạ nước nữa thì tôi đã bơm trữ nữa rồi đó. Cách làm này vừa phù hợp với việc sản xuất lúa của ông Tư Sự, vừa giúp cho nông dân huyện Long Mỹ có điều kiện tiếp cận khoa học kỹ thuật trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nếu như trước đây, người dân thường làm lúa 3 vụ, giờ chuyển sang làm 2 vụ lúa, 1 vụ màu hoặc 2 vụ lúa, 1 vụ cá. Ngoài ra, nông dân còn thực hiện đê bao khép kín, giữ trữ nước ngọt để sản xuất lúa khi nước mặn xâm nhập về. 3 năm rồi, anh Trần Văn Ở không xả lúa mà anh làm đê bao để nuôi cá và tiếp tục sản xuất vụ đông xuân này. Mặc dù hiện nay ruộng của anh trong địa phận xâm nhập mặn, nhưng anh vẫn cảm thấy yên tâm. Nuôi cá vụ 3 thì tuy rằng nó không có lời nhưng mà nó cũng đỡ được cái phần nào so với mần lúa vụ 3. Nuôi cá thì mình cũng phải mút đê bao đặng cho mình giữ được, sau này mình mần được hai cái vụ đông xuân nó mặn đó, mình phải ngăn được mặn luôn. Để có được kết quả này, năm 2013, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ nghiên cứu đề tài xây dựng mô hình canh tác lúa thích hợp trên nền đất lúa bị nhiễm mặn tại tỉnh Hậu Giang, do Phó Giáo sư Tiến sĩ Châu Minh Khôi, trưởng bộ môn khoa học đất, khoa nông nghiệp sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ làm chủ nhiệm và được nghiệm thu ứng dụng thực tế tại tỉnh Hậu Giang vào năm 2015. Theo cái nghiên cứu thì chúng tôi thấy việc xâm nhập mặn ở Hậu Giang là nó có cái tính chất theo triều và chỉ ở diễn ra vào cái mùa khô và chỉ những cái vùng khu vực đặc biệt. Do đó vào đầu mùa mưa khi mà có những cái cơn mưa lớn hoặc là vào lúc cái triều cao đó có đủ nước ngọt thì chúng ta có thể là lấy nước ngọt để rửa mặn trong đất. Trong quá trình người ta canh tác đó thì cơ bản thì anh em nhìn thấy cái mô hình này có hiệu quả. Đặc biệt là cái tăng cái thu nhập, cái thứ hai nữa là cái người dân người ta ý thức được làm được cái bộ bao để mà tích trữ nước, đặc biệt là khi vô mùa khô hạn hoặc là nhiễm mặn đó, thì cái tình hình này thì bà con làm rất là tốt. Thì trên cơ sở này thì anh em cũng sẽ tiếp tục vận động, sẽ nhân rộng của mình để ra một số hộ dân có điều kiện để mà phát triển trong thời gian tới. Việc thực hiện thành công biện pháp canh tác lúa trên nền đất nhiễm mặn không những giúp người dân nâng cao thu nhập, an tâm sản xuất trên vùng đất mặn và ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu, mà còn góp phần vào đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang. Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá rất cao đề tài xây dựng mô hình canh tác lúa thích hợp trên nền đất lúa bị nhiễm mặn tại tỉnh Hậu Giang mang lại, đặc biệt là xây dựng được mô hình trồng xen cây bắp nếp và khoai lang với lúa đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con trong khu vực bị nhiễm mặn. Thay thế mô hình trồng lúa đã canh tác từ lâu nhưng hiệu quả kinh tế thấp. Thưa quý vị, mặc dù ngành nông nghiệp đã đưa ra lịch xuống giống vụ lúa hè thu năm 2016 phù hợp với đặc điểm tình hình mỗi địa phương có ảnh hưởng mặn, nhưng một số nơi thì bà con đã xuống giống xé rào, làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hạt lúa.
Nội dung này sẽ được biên tập viên Ngọc Dư chuyển đến quý vị trong bản tin dự báo xâm nhập mặn ngay sau đây. Thưa quý vị, sau Kiên Giang, Bến Tre và Sóc Trăng, hôm qua tỉnh Long An cũng đã chính thức công bố thiên tai do xâm nhập mặn ở cấp độ cao nhất, tức là ở cấp độ 2. Được biết, mặn đã xâm nhập sâu vào các con sông từ 50 cho đến 70 km, tăng từ 10 cho đến 15 km so với các năm trước. Riêng tại khu vực sông Hậu, mặn đã bắt đầu tiến đến những nơi rất xa biển và có nước ngọt quanh năm, như là ở thành phố Cần Thơ và ở Vĩnh Long. Theo số liệu mà chúng tôi cập nhật ngày 22 tháng 2, độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trần Đề là 21,7 phần ngàn, còn tại Long Phú là 17,7 phần ngàn, tại Đại Ngãi cao nhất là 7,6 phần ngàn và thấp nhất là 2,8 phần ngàn. Tại ngã 5, giáp ranh với Bạc Liêu cao nhất là 0,2 phần ngàn và thấp nhất là 0,1 phần ngàn. Độ mặn tại các điểm đo trên sông Hậu và sông Mỹ Thanh, Sóc Trăng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong 3 đến 4 ngày đầu, sau đó sẽ duy trì ở mức cao cho đến cuối tuần. Dự báo độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trần Đề ở mức là 28,5 phần ngàn, tại Long Phú 22,5 phần ngàn, tại Đại Ngãi 13,5 phần ngàn. Trên sông Mỹ Thanh tại Tham Đôn là 13,5 phần ngàn, tại Thạnh Phú là 8,5 phần ngàn, tại thành phố Sóc Trăng là 8 phần ngàn. Mức độ rủi ro thiên tai do mặn xâm nhập trên sông Hậu và sông Mỹ Thanh là ở cấp độ 2. Theo thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật, thì vào ngày mai, các vùng nước ngọt sẽ giảm nhiều và gần như là không có khả năng lấy được nước ngọt từ cửa sông, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Lo ngại tình trạng trên, thì nhiều nông dân ở huyện Phụng Hiệp đã tranh thủ xuống giống vụ lúa hè thu ngay sau khi thu hoạch vụ lúa đông xuân. Hiện toàn huyện Phụng Hiệp đã xuống giống được gần 400 hectare lúa hè thu, tập trung nhiều ở các xã Bình Thành, Tân Bình. Theo nhiều nông dân, xuống giống sớm để tránh tình trạng khô hạn, không có nước bơm tưới cho lúa và xâm nhập mặn diễn ra gay gắt trong thời gian tới. Theo lịch phân chia 3 vùng xuống giống lúa hè thu năm 2016 của ngành nông nghiệp, thì huyện Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ thuộc vùng thứ 2 sẽ xuống giống vụ hè thu từ ngày 15 tháng 4. Tuy nhiên, với việc xuống giống xé rào như hiện nay thì gần 400 hectare lúa ở Phụng Hiệp sẽ có nguy cơ bị ngộ độc hữu cơ do thời gian cách vụ ngắn, kéo theo đó là tăng thêm chi phí sản xuất. Ngay lúc này thì ngành chức năng cần thực hiện công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân tuân thủ đúng lịch thời vụ. Chúng tôi xin được nhắc lại lịch xuống giống vụ lúa hè thu năm 2016. Theo đó, vùng 1 gồm các huyện Châu Thành A và Vị Thủy xuống giống vụ xuân hè từ ngày 25 tháng 2 cho đến giữa tháng 3. Còn vùng 2 thì gồm huyện Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ xuống giống hè thu từ ngày 15 tháng 4. Các vùng còn lại như là huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh thì tập trung xuống giống hè thu vào đầu tháng 5. Và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin xâm nhập mặn ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hôm qua, thị xã Long Mỹ tổ chức phát động chiến dịch giao thông thủy lợi trồng cây năm 2016. Theo đó, trong năm, thị xã sẽ thực hiện nâng cấp sửa chữa 90.000 m2 lộ giao thông, 270 m2 cầu, nạo vét 40.000 m3 đất thủy lợi nội đồng và trồng 1.800 cây sao. Thời gian thực hiện chiến dịch từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 19 tháng 5 năm nay, yêu cầu đặt ra đối với công trình là phải đảm bảo đúng quy mô, kích thước theo chuẩn nông thôn mới, gắn với việc làm đê bao thủy lợi, đảm bảo khép kín, chủ động tưới tiêu bằng cơ giới hóa, ngăn lũ, hạn mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời vận động nhân dân trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. Thưa quý vị, trong những năm qua, thành phố Vị Thanh luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân với chất lượng ngày càng nâng cao. Tiếp tục phát huy công tác này, năm nay thành phố đã tăng cường phối hợp, thực hiện nhiều giải pháp trong việc lựa chọn và phát lệnh cho thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân hàng năm tại địa phương. Năm nay, thành phố Vị Thanh được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 120 công dân nhập ngũ. Để công tác tuyển quân đảm bảo, các cấp ủy đảng, chính quyền còn thực hiện tốt công tác nắm nguồn, xét duyệt chính trị, bình nghị công khai ra dân, nên chất lượng thanh niên trúng tuyển được nâng cao. Qua các cái bước tuyên truyền vận động của các ban ngành đoàn thể của từ thành phố đến xã phường, thì hiện nay là thanh niên và gia đình đều là chấp hành tốt cái luật nghĩa vụ quân sự. Đến giờ này là 100% là thanh niên đã
là nhận lệnh và tình nguyện là lên đường, sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2016. Trong số 125 thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ, có 60% sức khỏe loại 1 và loại 2. 8 thanh niên có trình độ đại học. Nhiều thanh niên đã có việc làm ổn định nhưng vẫn viết đơn tình nguyện gia nhập vào quân đội. Nhờ sự động viên của mấy chú bộ đội đó, với mấy anh trong phường, với gia đình, em cũng tâm lý cũng đã sẵn sàng, cũng không có lo ngại gì hết, cũng an tâm để tới ngày đó lên đường nhập ngũ. Tuổi trẻ chúng ta thì chỉ có một, nhưng mà cái quá trình học tập có thể lâu dài, học thì không đợi tuổi, cho nên là em muốn tận dụng cái tuổi trẻ của em để em làm được có những gì đúng trách nhiệm của em và làm được phục vụ cho đất nước. Hiện nay, bên cạnh tập trung cho các hoạt động hội trại, thì thành phố Vị Thanh còn tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên gia đình thanh niên và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Ngoài ra, từ nguồn xã hội hóa, thành phố còn trao tặng cho 3 gia đình thanh niên trúng tuyển ở phường 3 và xã Tân Tiến 6 con heo giống, tổ chức sửa chữa nhà cho gia đình thanh niên. Qua đó tạo sự an tâm cho thanh niên, yên tâm trước khi lên đường nhập ngũ. Thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 2 tới đây thì 8 huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2016. Theo đó, tỉnh sẽ chọn huyện Vị Thủy làm điểm chỉ đạo trong công tác giao nhận quân, và buổi lễ này sẽ được trực tiếp trên sóng đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hậu Giang vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 26 tháng 2. Mời quý vị đón theo dõi. Và nội dung này cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.